ngài thiên định để có thiên tài xuống thế, lập hội kỳ để bớt cảnh sông mê. Lời tâm Đức Phật Bồ Đề sáng khai dạy đạo để dắt về nhân sanh, biết lối đạo để tu hành sửa tập. Lời của thầy gắt gấp trong kỳ ba, bổn đạo ơi tất cả gần xa, phải quyết tâm tu sửa để mà mới an. Lời giáo chủ đã mở mang tri đạo, dắt con lành hiếu thảo chọn chung. Chúng ta phải nhớ quyết cùng những lời thầy dạy, lập chung hành trần để... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, và buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng và Huynh Hòa đã đến am của cô Năm Thảo lãnh khoảng 700 kg rau củ quả để phát cho hai nơi, đó là chùa An Hòa Tự và Tổ Đình. Thì tiếp tục buổi chiều nay Huynh Hòa sẽ đến lãnh thêm khoảng 700 kg rau củ quả này nữa để mang đi đâu phát vậy Huynh Hòa? Dạ, thưa Huynh, sáng quá khứ hai huynh đệ mình đi bệnh quá vui không? Quá vui. Nhân ngày lễ đản sinh của Đức Huynh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo lần thứ 102, hôm nay là ngày 24. Ngày mai là ngày 25 là chánh. Dạ dạ. Buổi sáng thì mình khoan hai chỗ rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ buổi chiều nay thì sẵn tiện là mình cũng chở huynh đệ ở cốc đi qua bển cúng. Dạ. Yeah. Tổ đình nữa, ăn bà tự. Dạ. Yeah. Xong rồi chở xe này chắc đem qua bển thứ nhất là Phú Thượng Ba. Dạ. Yeah. Kế tiếp nữa đó là cho mấy cái cốc, mấy cái nhà đồng đạo bển. À. Ở thường cái mùa dịch này đó. Ừ. Người ta không có vô chùa được. Dạ. Yeah. Thì người ta đến đó ta viếng lễ viên lát xong rồi. Dạ. Yeah. Ta đảo về cốc am, ta đảo về mấy cái nhà đồng đạo. Nhà đồng đạo. Nấu cơm. Dạ. Yeah. Tổ chức ăn cơm nghỉ ngơi ở nhà đồng đạo thì yeah. nhiều đông, thành ra là mình chở đi để mình hỗ trợ tiếp tục cho chuyến thứ hai qua bệnh ha. Chuyến thứ hai. Dạ. Vâng. Chúc cho thì hôm nay Tuấn Dũng và bệnh cũng gặt hái một cái điều rất là quan trọng ha. Dạ. Yeah. Vừa cứu vừa giúp ha. Dạ dạ. Phóng sanh quá khứ ha. Dạ. Lượm lặt quá nhiều vốn ha. Lượm lặt quá nhiều tin tức quá khứ gì lai rồi. Dạ dạ. Thì hôm nay cũng xin chân thành cảm ơn mấy năm ở núi Cấm. Yeah. Cảm ơn Tuấn Dũng nhiều cầu giống ái và tất cả bà con mạnh thường quân. Yeah. Đã đồng tình ủng hộ bà con mùa dịch, và đặc biệt nhất là trong cái giai đoạn đản sinh của Đức Huynh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Yeah. Đây là cái ngày đại lễ lớn. Yeah. Theo như mỗi năm mà không dịch bệnh á thì kể như rất cực đó. Ừ. Phải phân phối sắp xếp phái đoàn các cái là vất vả lắm. Yeah. Phải chạy liên tục, nhưng mà năm nay á là bị ảnh hưởng dịch là cực cũng hơn nữa. Ừ, vận chuyển rau củ quả hợp tác với mấy năm với Tuấn Dũng để trang quà theo cái tinh thần để từng bước mình góp sức. Ok. Vâng, xin chân thành hưởng cái bước làm cho mạnh thường quân ha. Bà con ta làm muối xả dữ lắm. Chúc sức khỏe nha. Rồi. Lấy xả đi không? Lấy xả đi luôn không? Lấy luôn chứ. Đậu gồng lấy hết. Lấy xả luôn, lấy xả đậu gồng nó kìa, coi nó gồng nó kìa. Rồi. Rồi đây, đầy đầy đủ rồi, đầy đủ vitamin hết. Quá xả rồi. Bông súng nấu canh chua luôn, bông súng nấu chua luôn. Bông súng nấu canh chua luôn. Rồi đậu rồng luôn ha. Đậu rồng xào được nha, xào tỏi rồi được nha, quá êm. Quá êm rồi. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy từ bi gia hộ cho đệ tử. Con bữa nay cũng có nhịp cầu nhân ái Tấn Dũng đưa đến những thiện tài của các mạnh thường quân có tâm bồ đề, có tâm từ bi để cùng với con trợ duyên giúp đỡ cho bà con bá tánh nghèo trong cái mùa Covid. Những nơi khó khăn thì con trước tam bảo con cũng cầu nguyện với ơn trên tổ thầy củ quyền thất tổ, chư vị chư thần, chư vị sơn thần, chư vị đại thần năm non bảy núi cảm ứng chứng minh,
Mười cô bảy cậu chín bà thập nhị tiền hiền gia hộ, ngày nay con cầu nguyện tất cả các mạnh thường quân đã trao những tịnh tài đến đây để cho con giúp đỡ cho bá tánh bà con nghèo. Thì đây là những tấm lòng hiền lương, những tấm lòng đạo đức, những tấm lòng từ bi để giúp đỡ cho bá tánh xa gần. Nên hôm nay con là ngày 24, con trình lên Tam Bảo để chứng minh cho các vị luôn luôn được mạnh tay khỏe chân, công việc được thành tựu củ quyền, thì được thoát chốn mê đồ, siêu sanh tịnh độ, phụ mẫu tại đường thì tăng long phước thọ, phụ mẫu trực quá giảng Tây Phương. Và vì thanh tâm của các vị thì luôn luôn được an lạc bình an. Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu nguyện xin Tam Bảo chứng minh những lời cầu nguyện của con là được thành tựu để chia sẻ đến cho các mạnh thường quân. Thanh tâm an lạc, Nam Mô A Di Đà Phật. Những lời cầu nguyện con xin được mười phương chư Phật tổ thầy chứng minh để phước báo lành ấy được chuyển đến cho củ quyền thất tổ, được ở cõi lành, được thoát chốn mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nay là ngày 24, cũng là ngày sinh đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin quay linh của ngài cũng hiển linh chứng minh cho những người sống trong đời biết về đạo. Cầu xin tổ thầy chứng minh cho các vị được bình an tại tiền, còn củ quyền thất tổ thì được siêu sanh tịnh độ, phụ mẫu tại đường thì tăng long phước thọ. Cầu xin quay lực quay linh của ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tướng Dũng và cô Năm thân ái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thân tâm thật an lạc. Và ngày hôm nay là ngày 27 tây tháng 12 nhằm âm lịch 24 tháng 11 năm Tân Sửu. Tướng Dũng trở lại am của cô Năm để trước là thăm sức khỏe của cô Năm. Và cảm ơn con. Sau cũng thay mặt các mạnh thường quân trợ duyên với cô Năm để cho cô Năm nấu cơm chay và phát rau củ quả hàng ngày, cũng như là trợ giúp cho bà con khó khăn và đạo sự. Kính thưa cô Năm, thì hôm nay cái chương trình phát rau củ quả với cơm nấu cơm chay của cô Năm đó thì cũng vẫn đều đều hả cô Năm? Vẫn đều con. Dạ. Yeah. Nhưng mà lúc này á, thì có ông Đạo Hòa ông đem qua chùa. Dạ. Yeah. Rồi ông đem một ngày ông đem 4 điểm vậy đó. Qua yeah. 22 cái chùa với lại hai xã. Dạ. Yeah. Coi như là dạo này là Vinh Hòa là ngày nào cũng đến nhận để mà đi giao cho phân phối nhà phân phối nha. Yeah. Đạo Hòa là nhà phân phối á. Thì tại am của cô Năm thì nấu cơm chay mỗi một ngày như vậy là khoảng bao nhiêu trăm phần cô Năm? Bữa nay nấu còn 500, 400 mấy 500. Dạ, 400 mấy 500 thì cũng tương đương chắc cũng khoảng từ con theo như ước lượng thì bên chú thị trường thì 500 phần cơm thì cũng 2,3 triệu, chắc bên cô Năm chắc cũng cỡ đó. Cũng cỡ đó. Yeah. Rồi rau củ quả thì một ngày được khoảng 1 tấn không cô Năm? Này thì 700-800 kg, như bữa nay thì hơn tấn, bị bữa nay lễ của bữa thầy là thầy cho nên là con thấy vui quá là hai xe là hết tấn tư ha. Dạ, một tấn rau củ quả bây giờ là khoảng bao nhiêu tiền con Năm? Một tấn thì giờ cũng 5 triệu. Dạ, 5 triệu một tấn. 5 triệu. Dạ. Thì theo như con ước lượng thì một ngày con Năm làm rau củ quả và cơm chay thì cũng tương đương khoảng 10 triệu một ngày. Khoảng 10 triệu. Dạ, thì con hôm nay con nhận được số tiền của 11 vị mạnh thường quân hỗ trợ với cô Năm để cho cô Năm phát rau củ quả cũng như là nấu cơm chay là 27.500.000 của các mạnh thường quân trợ duyên với cô Năm. Thì 27.500.000 này thì cô Năm làm thì cũng được tương đương cũng gần 3 ngày. Dạ. Thì con cũng thỉnh thoảng cũng ghé thăm cô Năm tại vì công việc này cũng hơi nhiều. Lúc trước thì dịch thì không có đi xa cho nên là ở trực tiếp với cô Năm ở đây nhiều hơn. Thì lúc đó thì dịch bệnh thì bà con cũng khổ nhiều quá cô Năm ha. Thì cô cháu mình cũng thay mặt các mạnh thường quân trợ duyên cũng rất là nhiều. Thì tình hình bây giờ nó cũng đã bà con cũng thuận tiện, cũng đi lại mua bán làm ăn bớt và rồi. Cũng bớt lại cho nên là cô Năm cũng ít phát hơn lúc trước và các mạnh thường quân cũng hỗ trợ ít hơn lúc trước đó vậy. Dạ. Thì ngày hôm nay thí dụ nhận được số tiền của anh Nguyễn Bá Sơn là 500.000, thứ hai là Bùi Thị Nghĩ và chị Nguyễn Thị Chua, cô Thoa, mỗi người 500.000 là một ba người 1,5 triệu. Thứ ba là anh Quang Nguyễn và chị Minh Tường ở bên Mỹ, 50 đô là 1,5 triệu. Thứ tư là chị Thúy Thúy Trần, Thúy Trần hay là Thủy Trần gì, bởi vì chị không có cái dấu cô. Và chị chắc là Thủy Trần, 100 đô là 2,3 triệu ở bên Mỹ.
Thứ năm là cô Trần Thị Quế Anh 1 triệu. Thứ sáu là Cao Thị Thúy Hằng hỗ trợ với cô Năm nấu cơm chay là 300.000. Thứ bảy là Facebook của chị Nguyệt Nguyễn ở bên Mỹ 200 đô là 4.6 triệu. Thứ tám là Zalo của Văn Trương Trà My gửi dùm chú Tâm An Hưng và cô Tâm An Ngọc 5 triệu đồng gửi cô Năm đạo sự và nấu cơm chay. Thứ chín là Facebook của chị LV Nguyễn Thị Văn hỗ trợ với cô Năm 50 đô để cô Năm đạo sự tùy duyên. Gửi dùm chị Ngô Thị Ánh và 50 đô này là của chị Nguyễn Thị Văn gửi dùm chị Ngô Thị Ánh ở bên Mỹ. Thứ 10 là chú Nguyễn Ngọc Kỳ ở bên nước ngoài có gửi cho Tiến Dũng 10 triệu để hỗ trợ cô Năm Thảo 5 triệu phát quà rau củ quả. Còn 5 triệu thì hỗ trợ bên cô quản lý để phát gạo. Thứ 11 là Facebook của một người phụ nữ xin được ẩn danh gửi trợ duyên với cô Năm là 5 triệu đồng để làm từ thiện. Thì trong này chỉ có ghi là hồi hướng cho ông xã mới mất tên là Lê Quang Thiện, pháp danh là Minh Lễ, từ trần ngày 27 tháng 10 năm 2021. Thì xin hồi hướng cái công đức phước báo này về cho chồng của chị tên là Lê Quang Thiện. Và thì tổng số tiền của 11 gia đình anh Mạnh Thường Quân con xin gửi cho cô Năm là 27.500.000 và Nam Mô Đà Phật. A Di Đà Phật. Cô Năm xin cảm niệm công đức của 11 chị Mạnh Thường Quân với cái số tiền là 27.500.000. Dạ. Thì trước thôi bây giờ cô Năm xin chia sẻ thì trong cái phước báo lành này thì nhất là của cái gia đình của chị Bùi Ngọc Mỹ thì cần nhất diễn đề để trình xin để cầu siêu. Cầu siêu cho cái thời gian trong 49 ngày này thì cô xin mạo phép để cho cô xin chia sẻ với cái phần này trước. Tại vì đây ngày nay là cũng ngày đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ là cái ngày 24 và ngày 25. Thì cái lễ rất là lớn hàng năm, nhưng mà năm nay vì tình hình dịch bệnh chứ không thì giờ này cô Năm cũng không có ở đây. Mà phải bển để dâng hương để cầu nguyện bên thầy. Thì ngày hôm nay cái phần duyên này thì cô Năm thấy cần phải cô Năm xin chia sẻ trước để sợ một lúc nữa thì cái cô Năm quên cái vấn đề cầu siêu đó. Thì rất rất là quan trọng cái lời cầu siêu trong 49 ngày nó quan trọng cho cái linh hồn là gì. Thì cô Năm cũng chia sẻ với bà con luôn. Cuộc đời con người ta sống chỉ có 100 năm trở lại thôi. Mà cái linh hồn thì vô lượng kiếp. Mà nếu cái linh hồn mà chìm mãi trong cái sông mê là bến nghiệp thì khổ lắm. Cho nên cái này là cái rất là quan trọng khi cái linh hồn trong vòng 49 ngày. Thì những phước báo, những điều lành của gia đình làm thì phước báo này, cái vị đã qua đời này sẽ được hưởng trọn. Để đủ phước duyên để trở về với bến giác là trở về với đất Phật và nương vào cảnh Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cô Năm xin mạn phép chia sẻ với gia đình này trước nha quý vị ơi. A Di Đà Phật. Dạ, tiếp theo thì con xin kính mời cô Năm ứng khẩu những hoàng thơ pháp để tặng cho các mạnh thường quân hết cô Năm ha. Rồi, cho cô Năm việc này trước đi cô ha. Tên là Bùi Ngọc Mỹ. Hôm nay 24 tháng 11, con trình chư Phật chư Thiên, cụ quyền thất tổ ở miền Tây Phương, cầu xin Phật ở tòa trương, cụ cho hồn được không dân dương cõi trần. Lê Quang Thiện đủ phước duyên phần, giờ làm từ thiện phước phần được hưởng ban. Hôm nay cầu nguyện trước Tây Phan, ở ngôi Tam Bảo dân đàn nén hương, cầu xin Phật ở mười phương chứng minh cho cậu được
cái não nương cõi Phật trời, lê quang thiện phước thời ân hành, nhờ duyên lành mà giờ tạo cảnh phước duyên, để cho hồn được về cõi thiên là nơi an lạc thiên thiên miên trường. Nay hầu phúc duyên đường tâm hành của vợ hiền tạo cảnh bồng lai, tâm chân hạnh đức liên đài, phước duyên làm được hôm nay để hướng hồi, cầu phước đạo duyên soi căn hành, cho lễ quang thiện được cảnh bồng lai. Bùi ngọc bích sang hành hôm nay, lòng từ bác ai Như Lai mới nguyện cầu, phước duyên hạnh tâm sâu hòa hiệp, cảnh dương trần tạo kịp duyên cơ, để làm tròn hạnh đạo ước mơ, lấy lời tâm khoác nguyện cho linh hồn, tâm trí đạo chi tôn tầm canh, độ cho người qua cảnh hiền lương, hồi quy chân hạnh tình thương thất sơn cô thảo nguyện hương xin cầu. Dạ, Nam Mô Đức Phật, cảm ơn cô Năm. Và dạ, tiếp theo người thứ hai là anh Nguyễn Bá Sơn cô Năm. Dạ, dữ dội. Nguyễn Bá Sơn. Nguyện là gốc của Nam Triều, rồng tiên họ Nguyễn Phước Điều Quỳnh Như, cung triều Nam Việt lời thư, chúc cho ba đặng duyên ngư đủ điều. Ba là phước rất nhiều thiêm sơn cành, gắn liền tâm để tạo anh linh quang, từ bi phúc hạnh được ban, cầu cho cậu được tâm an tu hiền. Dạ, yeah, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Bùi Thị Nghĩ. Dạ. Yeah. Ngọt ngào duyên hạnh phước trao, họ Bùi như cánh thanh cao, tâm lành từ bi ở chốn non cành, thế gian tạo được duyên lành giúp nhân. Dạ, yeah, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Nguyễn Thị Chua. Dạ, yeah, nghe cái muốn chạy nước miếng. Nghe qua chị Nguyễn Thị Chua, lòng như thấy được tâm chùa chân tu. Chùa mà có được quyền chùa, tức là tâm hạnh không thua người hiền. Hôm nay Tấn Dũng nhận tiền, trao về cửa đạo am thuyền của cô, cầu sao cô đặng điểm tô con đường Phật Pháp cô vô nhiệm màu. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là cô Thoa cô Năm. Dạ. Tên người thấy thật nhẹ nhàng, cảm ơn cô đã có đạo tràng lòng từ bi, cầu trên thầy tổ quyền di, ngày nay lễ hội cô có tên thi kỳ này, hỏi lành duyên ấy hôm nay
là ngày lễ hội của thầy Căn Viên. Hảo hòa hai chữ bình yên, mong thầy gia hộ cho cô có duyên tu hành. Dạ, cảm ơn cô. Năm tiếp theo là anh Quang Nguyễn. Dạ, anh Quang Nguyễn ở bên Mỹ. Quang sang chánh pháp người hiền, vinh quang cũng đạo đức căn tiền. Thở xưa hôm nay không để thất thưa, lòng từ bác ai sớm chưa chặt dình. Quang mà cầu gánh nặng gia đình, cứu quyền thất tố của mình chọn ta. Ráng sao giữ đặng tâm đà, quyết mà tu tập để mà nói nương. Con đường chánh pháp cử đương, dấu chân hạnh đạo mười phương cầu tầm. Hôm nay cậu đã quan tâm đến người nghèo khổ để tầm chữ tu. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Minh Tường. Dạ, ở bên Mỹ. Minh quang duyên khởi ly lành, cảm ơn cô đã tầm thanh cuộc trần có duyên tạo phúc tạo phần. Hôm nay xin nguyện phước phần của cô, cầu thầy tổ điểm tô minh chứng à, cho cô hiền bền vững tâm tu, cầu cho các việc lu bu điều qua tiêu hết, cho cô nhàn nhu cuộc trần để cô đủ phước duyên phần. Ra tay cứu giúp người trần khó khăn, cầu xin cha mẹ chuyển căn à, cho cô giữ được của tầm phăng trở về dựng xây gốc hạnh Bồ Đề. Ở nơi Nam Việt cần cô về cô ơi. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Thủy Trần. Dạ, ở bên Mỹ. Trần gian phúc hạnh mở mang, đem lòng tươi mát của an cho đời. Tâm cô đạo đức rạng ngời, cầu xin cha mẹ chứng thời cho cô, để cô đem nước cam lộ của cô gieo tươi điểm tô cho đời. Đời nay có được nhiều cười nhờ công đức hạnh cô thời cô ơi. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là cô Trần Thị Thế Anh. Cô Năm. Thế Anh hả? Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế gian có cánh đạo vàng, chữ mà chữ thế là của hàng Phật tiên.
mà cô cũng đủ phước duyên, gia đình lo chữ thế anh Trần Miền. Hôm nay có nhận số tiền, phước lành cô đã gieo duyên giúp đời. Nhịp cầu Tân Dũng cô ơi, nói duyên hành đạo mấy lời. Xin chào, chúc cô hạnh đức phước vào, duyên kỳ hội ngộ để cùng nhau giúp đời. Hôm nay cô có đôi lời chúc cho cô đặng phước thời như như. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Cao Thị Thúy Hằng. Cao duyên thanh đạo rạng ngời, Thúy Hằng ơi hỡi mấy lời cảm ơn. Tâm lành cô Thảo Thất Sơn, cảm ơn con đã quay chân nói diện, để mình tiến bước tu hiền, Bồ Đề duyên khởi gửi tiền giúp nhân. Cảm ơn đạo đức tư ân, duyên trần con được phước phận thiêng liêng. Cầu xin thất tổ cụ quyền, chứng minh cho con được phước điện ngày sau. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Nguyệt Nguyễn ở bên Mỹ. Dạ. Nguyệt là ánh sáng trăng soi, đúng người đạo đức giống nồi Phật tiên. Lòng từ ba cái thiêng liêng, sáng soi cho vũ trụ, con ráng tu hiền đắc thân. Vì duyên con có tên Trần, nghĩa thiên y đạo phước phận ráng nương, để con giữ được thiên trường. Y nhân mà đạo thanh kiên cường kỳ ba, nương vào đạo đức mẹ cha, con ơi ráng giữ tên Đà Nguyệt Minh. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chú Tâm An Hưng. Tâm dạ, An Hưng. Tâm An Hưng. Dạ. Tâm an thì trí huệ mới mở màn, vô minh không dương mới đạo vàng chân hưng. Để mình đúng chữ vui mừng, cái tên vững chắc như chân đạo kiền. Hôm nay nói lại phúc duyên, chúc cho chú đặng phước điền ngày sau. Như lần chú gặp chiêm bao, cảnh thiên xây chuyện đưa vào tâm linh. Chúc cho chú đặng trường sinh, hưng kỳ bảo quốc viên tình nước non. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là cô Tâm An Ngọc. Tâm duyên giữ cảnh đạo lành, an thiên ngọc nghi
bước cạnh qua duyên. Hôm nay đặng phúc phước điền, nhịp cầu tân dụng nói liền người tu. Cuộc đời thế tục âm mưu, người nay hướng đạo thì đường tu tâm nhẹ nhàng. Nhịp cầu tân dụng nói sang, hòa duyên trăm họ để mở màn vô minh. Khai duyên tri đạo hộ hình, sáng tâm mở lối sơn trình đạo duyên. Dạ, Nam Mô Đà Phật, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Ngô Thị Ánh ở bên Mỹ. Dạ. Ngô kỳ duyên hạnh chắc lòng thai, phục đạo hôm nay duyên một bài. Ánh sáng quang minh chiếu mọi ngày, đạo lành cảnh sáng ở thiên thai. Chúc ai tên được duyên mai, mỗi ngày được phước thiên đại phú ban. Giữ lòng đạo đức mở mang, con đường chánh pháp đạo vàng tâm chân. Dạ, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Nguyễn Thị Văn ở bên Mỹ. Nguyện lành gốc hành tiên rồng, nước Nam gieo đạo giống dòng rồng tiên. Từ bi bác ai làm duyên, giúp người đồng cảnh pháp quyền tâm chân. Việt Nam nay gặp thất sơn, gốc lành cô thảo hồi chân. Nguyện cầu vâng lời đạo đức tâm sâu, vâng là người đặng định cầu tâm duyên. Cầu trên thầy tổ thiên liêng, chứng minh cho cô được phước duyên. Bồ đề để cô khi đặng quay về, Việt Nam Nam Việt cận kề nhân sanh. Nam Mô Di Đà Phật, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chú Nguyễn Ngọc Kỳ, và Nguyễn ở Ngọc bên Kỳ, nước ngoài. Dạ. Ngọc Kỳ là Ngọc, Ngọc Kỳ Lăng đó ha. Dạ, dạ, Ngọc Kỳ. Chú ơi tên thật Diệu Di, ngọc lành kỳ pháp hiệp cúng di cha trời. Hôm nay chỉ có đôi lời, cầu cha minh chứng dậy thời cho cầu an. Để rồi năm tới bước sang, mọi điều tu tập dễ dàng trong trần. Cầu xin Phật Thanh Tiên Thần chứng minh cho cậu được duyên trần tâm an. Dạ, Nam Mô Đà Phật, cảm ơn cô Năm. Tiếp theo là chị Bùi, và Bùi Ngọc Mỹ cô Năm. Dạ, Bùi Ngọc Mỹ. Ngọc duyên đạo hạnh mỹ miều, bùi thì ngọt dịu sớm chiều tâm ta. Ráng mà niệm được Di Đà, sao cầu nhất niệm thì là được an. Vẫn còn nhiều cảnh gian nan, lòng lo giả sợ thì ráng cầu an với Phật trời. Để phước duyên mình được đổi dời,
không còn phiền não cho thời nhẹ tâm. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô Năm đã ứng khẩu với bằng thơ pháp để mến tặng cho tất cả 11 gia đình anh chị đã trợ duyên với cô Năm để cho cô Năm nấu cơm chay từ thiện mỗi ngày cùng với những cái phần rau củ quả để trợ duyên cho tu sĩ Thanh Hòa đi phát cũng nhiều xã để giúp cho bà con. Một lần nữa thì kính chúc cho tất cả quý vị mạnh thường quân luôn luôn được lúc nào cũng sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc và tinh tấn tu hành cho đến ngày viên mãn. Và xin hồi hướng cái công đức phước báo này về cho tất cả quý vị thất tổ của quý vị được siêu thăng tịnh độ, cha mẹ hiện tiền được tăng long tuổi thọ, cha mẹ quá khứ trực giảng Tây Phương. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Mô Phật. Thì ngày hôm nay cũng là cái ngày đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ, mà tất cả quý vị hướng tâm về cái ngày nay để thể hiện cái lòng tứ ân, là cái con đường mà thầy dẫn dắt và dạy cho tất cả tín đồ và đệ tử, thì làm trọn tứ ân mà các vị hiện nay. Thì cái ngày này mà quý vị làm cái tứ ân thì làm những nhiệm vụ trong cái lời dạy của thầy, thì cô Năm Thảo cũng xin cầu nguyện với thầy để chứng minh cho 11 vị mạnh thường quân đã đi vào con đường chánh nghĩa và đi vào con đường của bụ pháp liên hoa, thì làm những điều tứ ân để giúp đời hành đạo thì cũng trọn lành trọn sáng và thân khỏe tâm an của quyền thất tổ, thì được thoát chốn mê đồ, siêu sanh tịnh độ, vãng sanh nơi miền cực lạc. Còn phụ mẫu tại đường thì tăng long phước thọ, phụ mẫu trực thì quá giảng Tây Phương. Và cầu nguyện cho các vị được thầy minh chứng và chứng đắc, cho các vị được hướng về cái con đường lành và chứng đắc vào cái sơn bủ kỳ hương lần ba màn chót. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, được có tên có tuổi lễ thầy đó có năm mến tặng cho bà con mình bài thơ đó có năm. Dạ, ngày lễ thầy. Dạ, Nam Mô Đà Phật, ngày đáng xin đức thầy. Dạ. Ngài thiên định để có thiên tài xuống thế, lập hội kỳ để bớt cảnh sông mê, lời tâm Đức Phật Bồ Đề sáng khai giải đạo để dắt về nhân sanh, biết lối đạo để tu hành sửa tập. Lời của thầy gấp gấp trong kỳ ba, bổn đạo ơi tất cả gần xa, phải quyết tâm tu sửa để mà mới an. Lời giáo chủ đã mở mang tri đạo, dắt con lành hiếu thảo trọn chung. Chúng ta phải nhớ quyết cùng những lời thầy dạy, lập chung hành trần để tu sửa cho duyên phần thanh đạm. Quyết lòng mình phải bám chân duyên, hôm nay ngày vía của thanh hiền, tôi xin gửi lại pháp duyên của thầy để nhắc nhở từ đây cho bổn đạo ráng sửa lần để đúng người thảo hiếu chung, để mình nương dấu di dung của thầy dạy bảo phải quyết cùng sửa tu. Nam Mô Đà Phật. Dạ, cảm ơn cô Năm và kính chúc cho cô Năm luôn được dồi dào sức khỏe. Nam Mô Đà Phật. Cô Năm cũng chúc cho gia đình con được nhiều hạnh phúc, để rồi thân khỏe tâm an, để bước đường con nói nghiệp cầu duyên này giữa đời và đạo để luôn luôn là các vị được song hành và tiến hóa, để luôn luôn được sự bình an, giải bớt nghiệp lực để ai cũng được bình an. Và con luôn luôn con cũng phải được bình an, con là nhân vật chánh trong cái những cái YouTube mà để con nói liền cái bước đường của đạo pháp để cho mọi người được qua, bởi vì con là nhịp cầu mà. Dạ. Thì con cũng cố gắng luôn luôn nhắc cho bà con hướng thiện và tu tâm và sửa tánh, rồi quyết tâm cũng niệm Phật, để niệm Phật thì tiêu tan chứng nghiệp đó con. Dạ. Rồi tiêu trừ được bệnh tật nữa. Thì cũng mong rằng
bà con thường mà xem YouTube của Tấn Dũng thì cũng nên niệm Phật nhiều để cho thân khỏe tâm an, để cho bệnh tật tiêu trừ và được phát Bồ Đề Tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Vâng, và giờ đây Tấn Dũng và cô Năm thân ái kính chào tất cả quý vị và xin hẹn lại quý vị vào những video tiếp theo nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt quý vị.